Mancera Citrus Boy. Chân hoa này giống với mùi hương của Quidditch? No. Chân hoa này sử dụng được vào mùa hè? Không nốt luôn. Vậy thì những lời đồn đoán về em nó hoàn toàn sai sao? Toàn bộ sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Và sau khi mình review những cái mùi hương giống với chân hoa Quidditch ở đây, thì có rất nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, chân hoa Mancera Citrus Boy này em thấy có rất nhiều người bán hàng, nó giống với Quidditch này, nó bán tỏa tốt hơn, thậm chí là nó ngon hơn. Chả hiểu sao các bạn bán hàng có thể nói được như vậy nhỉ. Với mình ý, đây là một chân hoa hoàn toàn khác với Quidditch. Đầu tiên thì chúng ta xem qua một chút về ngoại hình của em nó nhé. Thì cái hộp của nó đâu nhỉ? À đây. Thứ nhất là chân hoa này thì mình bóc nguyên siêu ra. Nơi mua đấy các bạn có thể xem ở phía dưới. Đây, cái hộp của nó mình vẫn còn bóc nguyên đây. Và cái hộp của nhà Mancera thì bao giờ người ta có một cái túi vải như này. Đó. Đây thì nó sẽ để vào như này. Và kéo như này. Nếu mà các bạn mở ra dùng thì các bạn có thể là tháo ra và bóc như này. Mình thấy rằng là về cái thiết kế của nhà Mancera này thì nó rất là ok. Đó. Còn về ngoại hình thì như các bạn thấy rằng là chai hoa này nó có một cái thiết kế rất là đơn giản thôi. Chai thủy tinh này và cái phần tem nó ghi là Mancera Citrus Boy. Và cái phần nắp thì là nắp này thì mình nghĩ rằng là nắp bằng kim loại. Nhưng mà có một cái điều mà mình không thích ở cái nắp này, đó là cái nắp này là nắp xoay. Không hiểu sao lại như vậy. Nếu như cái nắp này mà là nắp 5 châm thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mặc dù có vài chai Mancera họ đã đổi thành nắp 5 châm rồi, nhưng mà đến hiện nay Citrus Boy vẫn chưa đổi cái nắp này hình thành nắp 5 châm. Vì thế thì nếu như đổi với 5 châm thì ngoại hình của nó rất là ok. Mình chấm chắc phải đến 9/10 điểm. Và bây giờ đến phần về mùi hương của chai hoa này. Thì với cá nhân mình, cách đây khoảng tầm mình xịt mùi hương này cách đây khoảng tầm 4 năm. Ừ, khoảng đấy, 3 đến 4 năm gì đó. Và thời gian đó thì mình chưa có nhiều trải nghiệm về nước hoa, cũng như là chưa có một cái kho gọi là mùi hương để có thể so sánh, để có thể cảm nhận được. Thì với cá nhân mình, cái thời điểm đó mình thấy rằng đây là một chai nước hoa nó khá là hóa học, synthetic. Và đó cũng là cái quan điểm chung của rất nhiều người khi xịt chai nước hoa của Mancera này. Nhưng mà sau khi mà mình sở hữu chai nước hoa này để review lại với mọi người để làm video như này, thì mình đã thay đổi quan điểm. Chân hoa này với cá nhân mình thấy là nó có một cái sự biến chuyển mùi cũng như là độ làm mùi khá là tốt. Phải nói là như vậy, đấy là cái cảm nhận cá nhân của mình nhá. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, ngay khi xịt thôi, mình sẽ xịt ngay ở đây. Ngay khi xịt cái mùi hương này, các bạn đưa lên ngửi, các bạn thấy là một cái mùi cam chanh rất là dễ chịu. Khoảng mình nhớ rằng cái cảm giác này nó được khoảng tầm 15 giây. Đúng 15 giây một cái mùi cam chanh, nó cũng không chua quá, nó cũng không bị ngọt quá. Cái vị của chanh nó không bị kiểu chua loét như thế. Và sau khoảng tầm 15 đến 20 giây khi mà dính ở trên da này thì mùi hương nó sẽ có biến chuyển ngay. Đó là các bạn nhận thấy là một cái nét chua rất đặc trưng đến từ quả lý chua đen. Và một chút kiểu hơi nhằng nhặng, mình nghĩ là đến từ patchouli kết hợp với lý chua đen. Thì cái cảm giác ban đầu này nó sẽ làm cho các bạn liên tưởng đến chai nước hoa Quidditch, những cái phiên bản mà hơi nhạt nhạt ấy. Mình đã thử qua khá nhiều bạn của Quidditch vì những cái phiên bản nhạt thì nó có mở đầu khá là giống như này. Đây, ngay chính xác bây giờ khoảng tầm chắc được 10 giây thôi, 10 đến 15 giây, nó rất giống với những cái bạn Quidditch, nó thiên về citrus hơn. Nó sẽ có hơi cảm giác hơi kiểu nhặng nhặng mũi cùng với cái cam chanh và cái độ chua đặc trưng của lý chua đen. Và cái khoảng thời gian này được khoảng tầm 30 phút thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi ngọt, nó có vẻ hơi kiểu nhớt nhớt một chút. Mình nghĩ rằng là đây là kiểu trái cây lên men hay là những cái nét ngọt mà cá nhân mình cảm thấy rằng là nó, bây giờ thì mình chưa ngửi thấy, nhưng mà cái khoảng tầm 30 phút sau thì mình cảm thấy là cái thời gian đấy nó, mình thấy rằng là nó khá là nhức đầu ở khoảng giữa. Thì mình có xem qua những cái nốt hương thì nó có tiêu này, nó có rất là nhiều những cái nốt hương được blend với nhau. Thì cái cảm giác khoảng tầm 30 phút sau khi xịt, đó là cái thời gian mà mình cảm thấy khó chịu nhất. Và rồi thì nó sẽ biến chuyển sang một cái giai đoạn nữa, đó là khi mà các nốt như kiểu gỗ, cái nét chua nó sẽ dịu xuống. Cái nét chua của chanh cũng như lý chua đen nó sẽ dịu xuống. Thì bạn nhận thấy là gỗ cùng với da, gỗ ở đây thì là gỗ tuyết tùng. Thì mình chia sẻ một chút, đó là khi mà mình xịt cái mùi hương này
Và mình cũng vô tình ngửi được ở trong một cái căn nhà của bạn mình ấy, nó có quét một cái lớp sơn lên đồ gỗ cũ ấy. Thì mình thấy là nó khá là giống nhau, chỉ là ở trong chai Mancera này nó có một cái nét nó ngọt hơn của hoa quả. Thì sau khi tìm hiểu thì mình thấy là cái tinh dầu gỗ tuyết tùng ấy, thì ngoài cái việc để điều chế những cái sản phẩm nước hoa ra thì họ cũng được sử dụng vào trong công nghiệp hóa học rất là nhiều, cũng như là có một loại một vài cây tinh dầu tuyết tùng họ sử dụng để làm mới những cái đồ gỗ nội thất đó. Nên là các bạn sẽ có một cái cảm giác là khi các bạn xịt ra đến một khoảng nào đó, các bạn thấy là nó khá là nhức đầu, khá là khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Thì mình nghĩ rằng đây là cái nét mà khiến cho các bạn bị như vậy. Ở trong ngoài nó vẫn sẽ có nét gỗ, nó có một cái nét nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà được kết hợp cùng với hoa quả, cùng với da thì cái mùi hương ở khoảng giữa nó khá là khó chịu. Và cái giai đoạn cuối cùng mà mình ngửi thấy ở trong chai nước hoa này, nó là khi mà tầm 6 tiếng, 5 đến 6 tiếng ở trên da thì mùi hương nó xuất hiện thêm một chút vani và cái cảm giác mà synthetic hóa học như mình vừa mô tả ở trên ấy, nó sẽ dịu xuống và mùi hương này nó vô cùng là quyến rũ và hấp dẫn. Thì đó toàn là mùi hương của Mancera Citrus Boy. Vậy thì với một cái mùi hương như vậy thì chúng ta sử dụng như thế nào, vào thời điểm nào, với cái độ tuổi như nào? Thì em này, mình nhớ rằng là mình xịt khoảng tầm 4 đến 5 lần. Thì mình có cho mẹ mình ngửi này, mình có cho người yêu mình ngửi này. Thì khi mà họ ngửi ngang qua thì họ thấy rằng là mùi hương ấy rất là gợi cảm, rất là quyến rũ, men lì, và họ còn ngửi thấy gỗ ở trong này luôn. Thì các bạn biết rằng là cái gỗ tuyết tùng này nó rõ như thế nào trong chai nước hoa này. Và với cá nhân mình thì mình thấy rằng là chai nước hoa này nó sẽ phù hợp với những bạn nam tầm 23 tuổi đổ ra. Và cái thời điểm sử dụng mình nghĩ rằng là không phải là mùa hè, chắc chắn với các bạn không phải là mùa hè. Các bạn phải xịt vào những cái ngày trời mát tầm 27 đến 25 độ đổ xuống, hoặc cụ thể hơn thì nó sẽ là những ngày trời mùa xuân, mùa thu, kể cả mùa đông. Các bạn thích một cái tông mùi nó mở đầu bằng citrus cam chanh và có một chút gỗ gợi cảm để mang lại một cái cảm giác nó vẫn rất là thư thái, rất là mát mẻ, thì các bạn có thể sử dụng qua Mancera Citrus Boy này. Và cái liều lượng xịt thì mình nghĩ là với mùa chai hoa này vào mùa xuân thu đó mọi là tầm 27-25 độ thì các bạn chỉ xịt 2 shot thôi, và mùa đông thì có thể xịt 3 shot là rất là ok rồi. Và cái phong cách của chai hoa này thì với mình, em này nó sẽ phù hợp với những bạn nam, nó không phải gọi là quá là chỉn chu, quá là lịch sự, mà những bạn nam mà kiểu tại mình xem hay xem TikTok ấy, thì mình sẽ liên tưởng đấy là mặc những chút quần bò hơi kiểu rách gối một chút, cùng với những chiếc áo sơ mi kiểu hơi hoa lá cành này. Nó có một cái độ trẻ trung, nó có một độ năng động, nhưng mà nó vẫn khá là gợi cảm. Và mùi hương này thì có lẽ sử dụng đi hẹn hò là đẹp nhất, là hợp nhất. Còn nếu như các bạn xịt cả ngày ấy, thì các bạn sẽ khá là đau đầu và chóng mặt, tại vì mùi hương này thì nó bám tỏa rất tốt. Nhưng mà lưu trên da mình tầm 8 đến 10 tiếng và tỏa hương tầm một cánh tay đổ ra. Và đặc biệt là khi các bạn mới xịt cái mùi hương này mà các bạn ôm ai đó hay là các bạn tiếp xúc với ai đó thì mùi hương này nó sẽ dính lên trên cả da của họ. Thì đó là điều mà mình đã chứng kiến được khi mà mình xịt mùi hương này tầm 10 phút mà mình ra mình ôm người yêu mình, thì người yêu mình bảo là ôi em ngửi toàn thấy mùi nước hoa của anh trên người em thôi. Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình về Mancera Citrus Boy, một chai nước hoa rất là nổi tiếng của nhà Mancera. Không biết là các bạn nào đã sử dụng một chai nước hoa này chưa? Các bạn có những cái lưu ý gì khi xịt chai nước hoa này thì hãy bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ thì đừng quên việc like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.